Clip về tháng Alo sẽ báo cho các bác cái lô loa trong khoảng độ 10 đôi này. 10 đôi loa rất là điển hình của khoảng 2 năm trở lại đây anh em chuộng nhiều. Em sẽ báo những cái dòng này. Sau đấy, sau clip này các bác nhớ đón xem là trong 10 cặp này em sẽ có clip riêng báo giá từng đôi cùng với cả một column đi em phối ghép sẵn bộ cho các bác nhé. Đấy, em nhắc lại nhé. Clip này sẽ để các bác nhìn hình trước đi. Nhìn hình của những cái dòng loa mà rất là hot ở thời gian vừa rồi. Sau clip này em sẽ lên sóng liên tục khoảng độ 10 đến 20 clip. Đấy, ghép các loại bộ. Các bộ với những cái cặp loa như hình các bác đang xem. Và trong những cái clip ghép riêng như thế thì sẽ có giá cho các bác. Đấy, clip này em sẽ cho hình ảnh để anh em là đang lăn tăn cân đối những cái cặp loa này thì để ý những clip tới nhé. Nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh YouTube của em. Đầu tiên là cặp Onkyo 77FR RX này. Các bác nhìn xem rất là đẹp nha. Đây là những cái cặp loa mà phải nói là từ năm 2017 trở đi là bắt đầu nó rất là lên, nó hot. Bởi vì cái độ đẹp, độ đầm, độ gấu từ thùng từ cụm rất là chất luôn, đúng theo cái nghĩa là Nhật nuôi đồng cùi đá. Rất là bền bỉ. Anh em nào mà đi xe Dream hoặc là những cái dòng cúp 82 hoặc là dòng 81 hoặc dòng 79 đầu vênh máy cánh máy cối các bác nhìn nó rất là bền. Đấy. Đây nhá, đầu tiên là 77 RX này. Rất là đẹp luôn. Kế theo là một cặp Yamaha 590 nhá. Lưu ý là những cái lô này chủ yếu là bát nhỏ nhất thì cũng phải là bát 25. Em sẽ quay những bát tối thiểu là bát 25 rồi đến bát 30 rồi đến bát 40 nhá. Đây là Yamaha 590, các bác nhìn nhá, những cái hàng này rất là đẹp nhé. Đã chọn những cái bộ rất là đẹp, những cái đôi rất là đẹp để làm gì các bác biết không? Để em sẽ phối thành bộ cho các bác. Phối thành bộ sẵn luôn. Đây âm ly em bên này rất là nhiều nhá, các loại âm ly. Em sẽ phối luôn thành combo một bộ. Ví dụ Yamaha 590. Đấy. Sau clip này em sẽ cân đối xem là cái âm ly là nó hợp lý, nó khuôn tiền. Ví dụ cặp Yamaha 590 em sẽ ghép với một con âm ly để do ra một bộ âm thanh nó chỉ khoảng tầm độ trên chục triệu một chút thôi. Đấy, để phục vụ anh em. Kế tiếp là một cặp mà Shelby Vega AT10 nha. Ở đây của Mỹ, còn lại bát 25 anh em nhé. Bát 25 rất đẹp. Kế tiếp là một cặp Onkyo FRX 77 nhé, dòng 77 nhé. Em sẽ phối tí nữa sau clip này em sẽ phối rất là nhiều những cái dạng bộ kiểu dạng như này để phục vụ anh em. 77FRX 77 nó có rất nhiều đời nhé, 77 trơn, 77FX, 77FX2 la mã, 77FX FRX, 77RX, 77XD, 77G. Lô này thì cũng xem là đủ các bác nhá. Nếu anh em nào đang ưa chuộng dòng Onkyo 77 thì qua luôn nhé. Hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2019 nhé anh em nhé. Đây rồi, tiếp theo là một cặp 77FX 2 la mã. Đây, FX 2 la mã đây. Màu nó là màu kiểu màu nâu cánh gián. Đó. Trong dòng 77 thì số 77FX và 77FX 2 la mã là sử dụng tép kèn anh em nhé. Đây, kèn đây, họng kèn đây. À, những cái cặp loa này thì nó rất là gấu, nồi đồng nồi đá. Đây, kế theo là một cặp 77XD nhá. XD, XD, XD và XG rất là giống nhau các bác nhá. Đây là cặp FX. FX. À, FX và FX 25A rất là giống nhau, nó sử dụng tép kẹt. Và chung nó rất là lớn. Cái dòng này chung nó rất là lớn nhá. Đấy, đấy là những cái cặp mà em sẽ test bộ. Đây là cặp sạc Vega E315 đấy nhá, bát 40 nhá, em sẽ ghép bộ cho các bác nhá. Bởi vì nó có cả thêm âm ly về, em sẽ thêm các cái option cho các bác, thêm lựa chọn cho các bác. Đây nữa, đây là cặp sạc Vega RE38. Đây, bát 40 nhá các bác nhá, của Mỹ. Sony G7 em về thêm một cặp. Sony G7 thì gần như là lúc nào tháng Auto ở Hà Nội cũng sẵn hàng cho các bác. Bởi vì sao? Bởi vì dòng Sony G7 là dòng chiến lược rồi. Bởi vì
bây giờ cái tầm tiền bát 40, em làm nghề rất là lâu năm rồi, những cái cặp loa nào mà nó chất mà giá nó vẫn hợp lý thì em sẽ nhập về phục vụ anh em. Bây giờ có thể anh em chưa biết, nhưng sau này khi anh em đã tìm hiểu đến xong dòng Sony từ G5 bát 30 đến khủng hơn là G7 bát 40, và nếu có điều kiện nữa thì sẽ là G9, nhưng mà G9 thì em đang đặt nhưng mà không không về nổi và giá nó cũng rất là đắt. Còn G7 thì giá nó vẫn còn rất là êm nhé, bát 40 nó ngoài 20 triệu một chút thôi, giá quá êm để anh em sở hữu một cặp loa bát 40 hàng Nhật xịn. Đấy, xem như vậy nhá. Tí nữa anh sẽ test những cái cặp loa này, anh em nhớ đăng ký theo dõi kênh. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.